ra thì nhiều hình lắm em, chứ không phải một hình đâu. Biến hình này, biến hình kia, biến hình nọ, mà mình lấy cái hình này khác, làm như nó không có giống. Là mỗi ngày em phải gội đầu. Nếu mà cái đầu của chị không gội đầu mỗi ngày thì tóc của chị nó rụng. Xin chào chị Minh Tâm ạ. Rồi, mô Phật xin chào hết mấy em nha, và chào hết cộng đồng mạng, tất cả các vị xa gần hết, từ ở trong đất nước Việt Nam đến ra các nước ngoài. A Di Đà Phật. Dạ, chị rồi em có quay chị về mái tóc đanh có hình chim phượng hoàng đó. Mô Phật. Rất là nhiều khán giả đã xem được video đó. Thì hôm nay cũng gặp lại chị, có lẽ là có nhiều khán giả cũng chưa được xem. Tại vì thời gian trải qua lâu rồi đó, có nhiều khán giả cũng chưa được xem. Hôm nay cũng gặp lại chị nơi đây, cũng chị Quang Thủy, để cho khán giả để chiêm ngưỡng lại mái tóc chim phượng hoàng là như thế nào. Có phải là mình tự tay mình bến hay không, hay là do ơn trên xây chuyển cho mình để mình có mái tóc như vậy đó chị? Chị có thể chia sẻ cho khán giả biết không? Thì các em gọi là mái tóc ở đây miền Nam mình ở đây kêu là tóc tóc đanh hả? Dạ, mái tóc đanh hả? Ở ngoài Bắc thì chị nghe nói là tóc kết. Tóc kết. Còn trong Nam mình gọi là tóc đanh. Thì chị gọi tóc bện. Nhưng mà thôi các em nói tóc đanh thì chị nói tóc đanh ha. Thì tóm lại mái tóc đanh này là tất nhiên là không ai muốn mà được đâu. Mà có khi mình không muốn thì cũng không xong. Tất nhiên là cái do cái gì cũng do cái sự sắp xếp của ơn trên, sắp xếp của các vị ở Phật Thánh Tiên gì đấy ở trên, chứ mình muốn cũng không được đâu. Đó, như chị cũng đâu có muốn đâu. Mà tại vì ở trên tặng vậy thì mình nhận thôi. Đó. Cái trường hợp mái tóc đanh này thì chị nghĩ trước kia chị chưa có, thì chị nghĩ những vị có mái tóc đanh đó thì chị nghĩ cũng cho nó cũng ngộ quá, không có ai làm gì hết. Như mình thường thường người ta đi vào tiệm làm tóc thì người ta bính rồi người ta thắt, người ta bệnh, người ta làm tóc đấy thì nghĩ là mới thành được. Nhưng mà sau đó chị nghĩ sao mà sao ngộ quá vậy ta, sao nhiều người có mái tóc nhiều khi nó đẹp quá mà không biết mà tóc ở đâu mà nhiều dữ vậy. Có đôi lúc chị thấy, lúc chị chưa có mái tóc thì chị thấy nhiều người có mái tóc rất to mà rất dài, không biết tóc ở đâu. Thì chắc là ơn trên cũng tặng cho chị được cái mái tóc như thế này. Còn một điều nữa đó, cái quan trọng nữa đó là có một số người đó là những người mà người ta không có gì hết đó nha. Nhiều khi người ta ở ngoài đường đó, người ta đi chỗ này chỗ kia, người ta không có chỗ nghỉ ngơi hoặc tắm gội gì đấy, thì đôi lúc cái tóc nó cũng dơ, nó cũng cuộn lên, nó dính lại này nọ. Cái đó là mình không nói, vì những mái tóc đó nhiều khi không được gội, không có sạch. Còn những vị nào mà đã thường thường gội đầu sạch sẽ, không có dơ, nhưng mà tự nhiên có vị là được tâm linh rồi thì mới bệnh lên, hoặc là người ta kêu đanh lên. Còn có vị chưa có sắp sửa bước vào tâm linh thì cũng được, từ từ là người ta cho mình một cái giống như là kêu bằng cái gì, cho mình biết vậy đó, sắp sửa mình có được tâm linh hay có sắp sửa mình được ơn trên chư Phật cho mình làm việc cái gì đó ở trên cái trần gian này đấy. Thì chị thì lúc đầu thì chị thì ăn hiền ở lành. Hồi đó tới bây giờ thì chị cũng chỉ có cái tâm thôi, chị là tu tâm. Cái tâm chị làm sao mà chị nghĩ cho thật là đẹp, không hại ai, thương người mến vật, không làm những chuyện trái đạo, không làm những việc mà để cho người ta phải gây gổ với nhau. Tóm lại là tâm phải đẹp. Hồi đó giờ chị thì cũng chẳng có biết đọc kinh sách nhiều, mà cũng chẳng rất là mến về kinh sách của Phật. Nhưng mà đôi lúc mình phải, tuổi mình còn nhỏ, mình phải đi làm ăn, rồi đâu có rảnh đâu ngồi đọc hoài. Nhưng mà vẫn có nghe kinh giảng của thầy tổ, rồi các vị Phật, rồi có khi mình cũng nghe được những vị sư để người ta giải thích cho mình cái cách sống ở trên thế gian này và cái cách tu tập
ở trên cái thế gian này thì chỉ có là nghe sấm giảng của thầy tổ đấy, rồi lại nghe sự giảng dạy của các sư thầy, rồi lại nghe những cái mẫu chuyện về Phật như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Quán Thâm Bồ Tát, hay là những vị Phật, tất cả những vị Phật là chị thích nghe, chị không đọc nhưng mà chị nghe đấy. Tại nhiều khi mình không rảnh thời gian để cầm cuốn sách đọc, cho mình bây giờ thì YouTube rất là thuận tiện, chỉ có mở lên là được quyền mình làm bất cứ việc gì mình vẫn nghe được đó. Thì chị là tu theo kiểu đó, cách tu của chị là thế, ăn hiền, ăn cái bằng ở hiền ở lành, thương người mến vật, không làm những chuyện ác, những chuyện mà làm cho mọi người phải đau khổ buồn hay là gây gổ với nhau gì đấy, chị không có làm. Chị làm việc gì thiện được thì chị làm, tu tâm, chị là tu tâm đấy. Sẵn ở đây có mấy anh em thì muốn chiêm ngưỡng mấy tóc đanh của chị giống hình chim phượng hoàng đó, thể chị quan tỷ để cho xả xuống cho mấy anh em để quay một cảnh này á. Dạ. Thì thôi các vị quan hỷ nha, vì trước khi quay cái máy này, tóc này đấy, thì chị cũng rất là vui, như là cũng cho mấy vị cũng xem một cái sự nhiệm màu của ơn trên mười phương chư Phật, Phật Thánh Tiên gì đấy, đã bệnh cho mình hoặc là đanh lại cho mình thành một cái hình hài, một cái hình tượng gì đó. Thì thôi cũng xin trước khi ấy thì cũng xin với chư Phật A Di Đà Phật đấy, phải xin một chút. Thì bây giờ các vị nước trong nước ngoài quan hỷ nha, tại cái này không phải là gọi là tự cao tự đại hay khoe khoang, mà tại vì các em YouTube ở đây muốn cho mọi người xem để biết một chút xíu gì vấn đề Phật Pháp đó, lên nó nhiệm màu đó, nó màu nhiệm đấy. Thì thôi bây giờ chị cũng xin mở, các vị cũng quan hỷ cho là không phải ở đây muốn khoe khoang nha các vị đấy. Từ từ chị mở. Tóc thì hai bên xả xuống như hai cái cánh vậy đó. Hai bên xả xuống nha. Tại vì chị được cái là hai bên phía trước thì vẫn còn nguyên, không có bện lên, nhưng mà anh cầm gì hết. Nhưng mà cái phía sau này thì được phía sau này thì được bện. Nhưng mà chị không có cho ai xem hết, chị cứ giấu vào thôi. Chị không có mở ra đâu, giờ chị cứ ấy thôi. Bây giờ thì để chị bẻ lại nó ngay tại vì mình buộc đó. Wow. Nghe chưa em? Giọng ngộ quá ta. Nó hai bên cái mặt hình như là hai bên khác nhau nha, em nhìn kỹ đi. Hai mặt khác nhau, mặt bên đây khác nha. Rồi em xem đi, mặt bên đây cái hình lại khác, làm như nó không có giống mà. Ngay ha, ngay rồi hả em? Ngay rồi. Đấy. Đấy, cái này là tự nhiên nha, cái không có ai mà làm cái gì. Quá giống cái mỏ luôn ha. Không có ai làm gì trên cái mái tóc này đâu. Khoan để chị cho nó ngay ngắn vậy, ngay vậy ha. Đấy. Ngộ quá ha. Thì hai mái tóc này bên kia nó là giống như hai cái cánh vậy đó. Đây là hai cái đây cái này là giống như là hai cái cánh của mình nè. Đấy. Chị đứng đây thì giống như là chim phượng hoàng luôn, khán giả có nhiều người bình luận á. Hai mái tóc thì giống hai cái cánh. Ai cũng quay được cảnh này đâu nha. Ở ngoài sau là thấy là cái giống như là một có cái giống như cái mỏ. Đúng rồi, nè nè cái mỏ nè em. Cũng là tự nhiên luôn hay sao? Không, cái này tự nhiên hết, làm sao mà chị không có làm cái gì ở đây hết á. Cái này tự nhiên hết á, không có làm được. Cái này giống như cái gì, cái bụng của nó nè. Cái bụng nè, cái cần cổ nè, rồi cái đầu nè. Rồi cái mỏ nè, cái này mình đâu có làm được em. Cái này là tự nhiên thôi. Cho nên mới nói là Phật Pháp nhiệm màu. Phật Pháp quay cảnh này là thấy là... Phật Pháp nhiệm màu. Giới thiệu cho các vị, các quý vị là đây là cái chỗ này là đối diện với lại tổ đình. Tổ đình Hòa Hảo, tổ đình là của nhà của thầy là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đây là trước mặt là con sông Tiền. Đây là cái đất thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo, Đức Quỳnh Giáo Chủ. Cho nên rất là linh thiêng nhiệm màu, A Di Đà Phật. Trời, con kính thầy luôn, A Di Đà Phật. Rồi, cho chị phép mấy em quay gần gần. Rồi, một Phật. Kỹ này là giống mắt, như con mắt vậy ta. Có mắt mà em. Giống như mắt vậy ta. Có mắt, có mỏ, có cái mỏ.
Rồi trên đầu hình như chị thấy nó bây giờ làm như nó có cái gì trên đầu phải không? Giống như có cái gì đó. Giống như cái màu của nó đó. Giống như cái màu á của ông mấy ông đó. Nó xám xám. Mấy ông thí dụ ông Hạt, ông Phụng, ông này ông kia có cái trên đầu nó có cái ấy đây nè, em. Màu đó. Ghê luôn ha. Mình gọi cái màu đi nó lịch sự ha. Thì bên cái phần tâm linh người ta gọi là chim phượng hoàng. Đó. Anh vừa rồi có đặt ra tên là chim phượng hoàng, có nhiều người nói quá giống rồi. Cũng là đẹp trên giống như là một cái con chim mà đang đậu vậy ha. Ghê luôn. Có cái bầu. Mà đặc biệt hai cái mái tóc hai bên như cái cánh vậy đó, chỉ một chỉ rất là đẹp luôn nè. Đỡ lên là hai cái cánh. Ừ, hai cái cánh. Đấy. Giống như hai cái cánh. Hai cái cánh hai bên nè. Quá đẹp. Đấy. Cái này là đâu có ai làm được, không có thể nào ai mà làm được. À, chị ơi cho cái này Phật làm cho chị, bệnh cho chị thôi. Dạ. Phật cho chị ha. Làm sao làm được mấy em? Cho em cũng như là bà con hỏi là như là ngày xưa là như thế nào mà cái mình có cái bộ mái tóc đanh này vậy thấy chị? Tất nhiên là chị nghĩ là hồi đó giờ á, thì tâm chị rất là từ. Đúng là chị là tu nhân học Phật. Thì chị tự sửa chị và sửa cái tâm chị cho tốt. Chứ đừng có không làm chuyện gì ác đó. Thì chị nghĩ là chắc ơn trên cũng thương. Chắc các chư Phật mười phương chứng minh cho chị. Vì mình ăn hiền ở lành mà, rồi làm theo lời của Phật dạy, làm theo về lời của các chư Phật ngàn xưa để lại dạy mình đấy. Rồi là hòa hảo, rồi là ông giống như ông Bổn Sư Thích Ca với lại ông Phật Thầy Tây An nè, rồi ông Đức Huỳnh Giáo Chủ đó, Phật Giáo Hòa Hảo cũng dạy chúng ta là lân hòa lân hảo đó mà. Chứ mà không hòa không hảo thì nhiều khi nhiều việc nó không tốt xảy ra cho mình. Cho nên là chỉ vui vẻ hòa hảo và mình tất cả xem như là người thân của mình vậy đó, cho nên mình không có ăn thua với ai hết, không gây gổ với ai mà chẳng có ăn thua với ai hết. Thì chắc chị nghĩ như vậy. Cái tâm chị nghĩ không phải một mình chị đâu, có thể là toàn bộ thế gian này luôn, nếu ai mà có tâm hiền tâm từ gì đấy thì ơn trên sẽ chứng minh hết. Hả, thí dụ tặng cho em một người thì có mái tóc, người ta kêu tóc đanh, hoặc là một số người thì có được cái luồng ánh sáng Phật Pháp. Đấy, mọi người đều ban tặng hết nếu mà mình ăn ở hiền từ. Giống theo lời thầy dạy, Phật dạy, thì ơn trên sẽ đều ban tặng cho mình một cái việc gì đó mà mình không ngờ được. Nó nhiều cái ban tặng lắm. Đấy, không ban tặng cái đầu tóc đanh thì ban tặng cho cái trí huệ, hay là ban tặng cho mình làm được những cái việc gì đều thuận hết. Thuận bồm xuôi gió, không có bị vấp ngã nhiều. Rồi nghiệp chướng quan gia mình cũng được tiêu trừ. Nó vậy đấy, cho nên xin các vị, xin đại đồng, xin tất cả hết những người có mặt trên thế gian này, tất cả đều vui vẻ, hòa đồng, thương yêu lẫn nhau. Rồi đừng cao thấp, đừng lớn nhỏ gì hết. Cứ làm việc thiện, việc lành đi thì... chị Minh Tâm nghĩ là tất cả sẽ được là hạnh phúc vui vẻ, và thế nào cũng được có lộc có ngân của trời Phật ban. Đó. Rồi ví dụ mình tu tốt thì có thể cứu được củ quyền của mình. Người ta nói thập Phật có nói đấy, ráng tu để đắc đạo cứu củ quyền đấy. Đó. Thì chị nghĩ là nhiều vị tu đắc đạo và nhiều vị mà đã từng có cái quyền vi đó, thì người ta cũng nói một câu là ráng tu tập đi để có thể cứu được, thứ nhất là người, trong cái da mình trước rồi đó, người sống đấy là được học theo cái thói, cái tâm từ của mình lan tỏa cho con cháu đó, dạy đấy. Thì thứ nhất là thấy con cháu trên thế gian là tốt rồi đó. Rồi thứ hai về bên tâm linh thì là cứu được cái củ quyền, hay cứu được những cái người âm để được ngày được giống như là đi lên, không có còn phải bị đọa với trần nữa vậy đó. Đó. Thì trong sấm giảng thầy tổ nói sao thì các chư Phật nói sao thì y hệt như thế thôi. Chị ơi, như trong cái quá trình mà chị được trên ban tặng cho mái tóc đanh có hình chim phượng hoàng như vậy nè,
Là cách đây khoảng bao nhiêu năm rồi chị Minh Tâm? Không có lâu đâu em. Năm bao nhiêu tuổi á? Là không, chị năm 2000 thì như chị đã từng nói với những cái clip khác là cái ngày ăn chay trường của chị là cắt liền cái sợi dây ăn mặn đó. Hồi đó giờ thì chị không có biết ăn chay, nhưng mà tâm chị rất từ và ăn chay theo những cái ngày rằm lớn, hoặc là thích ăn chay thì ăn chay. Thì sau đó là đúng cái ngày 19 tháng 9 2019 là cái ngày của hình như chị nhớ cái ngày đó của mẹ Quán Thâm Bồ Tát đúng không? Ngày cúng của mẹ Quán Thâm Bồ Tát đó, thì là tự nhiên sao không có ăn mặn nữa được, là kể như là ăn chay trường ruộng đấy. Để tới bây giờ thì được 4 năm hả? Năm nay là 2023. 4 năm. Thì cái đầu của chị thì chị nhớ là hình như tới 2020 là sau cái ăn chay. Trước đó thì mình tại vì mình không có để ý quá, em biết không, không có để ý cái ngày tháng quá, nhưng mà cái ngày ăn chay vậy như thế là bắt đầu từ từ nó có tí tí gì thôi. Giống như cái dạng mình tưởng mình bị tóc rối, nhưng mà ngày nào đó là cái đầu của chị từ xưa đến nay là cỡ lúc mà cỡ 10 năm mười mấy năm nay là cái đầu chị nó đặc biệt. Có cái gì là mỗi ngày em phải gội đầu, nếu mà cái đầu của chị không gội đầu mỗi ngày thì tóc của chị nó rụng. Cho nên chị rất sợ tóc rụng, sợ không có còn tóc luôn, biết không? Cho nên là mỗi ngày chị đều gội đầu hết, cho nên cái tóc chị không bao giờ gọi là tóc dơ được, mà nó dính lên như vậy được. Chị rất là sạch và tóc chị rất là sạch đấy. Thì hôm đó thấy cục tròn tròn gì này, chị nghĩ là cái tóc chị, ủa sao ngộ vậy ta. Rồi cái chị cũng gọi, rồi chị lấy dầu xả, chị xả, chị làm đủ thứ mà sao dính hoài hả. Rồi chị gỡ, chị làm đủ thứ hết trơn không được. Thì chị nói vậy là chắc là Phật ban tặng cho mình rồi. Rồi mình không để ý nữa. Rồi từ 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 cuộn lên nào không hay à. Thì là ngừng cuộn lại rồi là ra. Tự nhiên lúc đầu nó ra nhiều hình lắm em, chứ không phải một hình đâu. Vậy hả chị? Biến hình này, biến hình kia, biến hình nọ mà mình không có để ý, nhưng mà mình không có chụp hình lại. Rồi từ từ cuộn lên cuối cùng hết là cái hình như thế này. Đấy, chứ không phải một hình liền nha. Mới đầu nhiều hình lắm. Nhiều hình lắm, đủ thứ hình hết trơn á, mà mình không để ý đi, mình không có chụp lại. Rồi từ từ là cuối cùng là cuộn như thế này thì gần, hình như gần năm, chưa tới năm nay là giống như đứng hình luôn đó. Không có còn ra cái hình nào khác nữa ngoài cái hình này. Là không còn cái lúc mà bệnh lên đó thì là trên đầu của chị giống như có cái luồng điện vậy đó, tự trường á, lăn tăn nó chạy trên cái đầu của mình vậy đó. Tề ngứa ngứa không? Không phải ngứa mà giống như có cái luồng điện nó chạy lăn tăn trên cái đầu mình vậy đó. Không phải kiến cắn nữa. Người ta tưởng tượng giống, chị nói cho dễ biết đi, giống như là cái vật gì nó đang làm trên đầu mình nhột nhột vậy đi, giống vậy đi. Như cái luồng điện vậy kia, bằng luồng điện đi, giống như đang xung điện cho mình vậy đó. Lăn tăn. Nhưng mà không phải ngủ nha. Đang thức đàng hoàng, ban ngày cũng vậy, có khi ban đêm cũng vậy. Nhưng mà nhiều khi cái vài tiếng cái ngưng lại, rồi cái vài tiếng sau nữa thì mới thấy cảm giác đó. Rồi chị để ý trong vòng đó thì lúc đó là cuộn nhanh lắm, cuộn lên. Rồi cuối cùng hình thành hết là không còn cái lăn, cái bò trên đầu nữa. Nó như nãy em nói cái gì? Giống như không phải ngứa, em không phải dùng cái ngứa nãy em nói đó. Giống như có cái luồng điện nó xung điện mà mình nghe nó chạy rần trên đầu mình đi. Nó vậy đó. Là hình thành xong là không còn cái cảm giác đó nữa. Đấy. Mình cảm thấy có khó chịu không chị? Không, nó mềm, cô chị rất là nhẹ nhàng. Nó không có phải to, mà lại mỗi ngày chị gọi đây nè, chị với các em coi phải chỗ này nó hỏng không? Nè, em thấy hỏng không? Nè, hỏng nè. Tự nhiên là hỏng, những cái chân tóc của chị là đều hỏng hết. Nguyên cái đầu đây, bên đây cũng vậy nè, hỏng. Cô thấy hỏng không? Nè, hỏng nè. Hỏng nè. Bọng, đúng rồi, cho nên là, nè, thấy hỏng không? Đó, hỏng hết. Cho nên là chị tắm gội bình thường, xà bông chị vẫn để vào đây, chị rửa rồi chị tắm gội. Cái chân tóc không dính vào với nhau, không dính xuống cái da đầu. Cái chân tóc của chị vẫn bình thường, vẫn hỏng lên cũng cỡ 3-4 phần em ha. Đấy, thì gội bình thường. Nè, em thấy chân tóc hỏng không? Chị thấy nè, em thấy không? Nè, thấy hỏng không? Đấy, nè, hỏng hết nè. Em thấy không? Không có dính vô tới trong nè, em thấy không? Nè. Thấy không? Tóc nó bọng, nó không có bọng ở trong là bọng. Không có đặt. Không có đặt. Ở trong là bọng. Thấy không có đặt.
Cho nên tóc chị như mỗi ngày chị gọi mà, mỗi ngày chị vẫn gọi bình thường, nhưng mà có cái sấy tóc thì hơi lâu. Chứ mỗi ngày chị vẫn gọi. À, chị Anh Tâm ơi, cho em hỏi là thường thường á, khi mà em đi tìm hiểu về những cái máy tóc đanh này á, là em nghe như là các lão tiền bối, như là các vị mà có máy tóc đanh, ta thường thường ta có giấc mơ đó chị. Mình có giấc mơ không? Không. Không có giấc mơ. Chị hồi đó giờ giống như mình không có mơ mộng gì hết trơn á, vẫn bình thường. Tóm lại là chị là chỉ biết là tu tâm dưỡng tánh, tu nhân học Phật và làm theo lời của các chư Phật chỉ dạy. Và nhất là cái cuối cùng là đời của ông Phật Thầy Tây An đấy, là Bửu Sơn Kỳ Hương với ông Phật Phật Đức Bình Giáo Chủ ở ngay tổ đình này, đất Hòa Hảo này, thánh địa này là ông Huỳnh Giáo Chủ đấy, Đức Huỳnh Giáo Chủ đấy. Thì tóm lại là chị biết tu nhân học Phật và làm theo đúng đúng lời của Thầy Tổ dạy. Đấy, tâm hiền, tâm từ, Hòa Hảo. Đấy, chị thôi. Và nghe những cái vị sư nào mà người ta chánh đẳng chánh giác mà chỉ dạy đó thì chị nghe đó. Còn mà bắt chị phải đúng cái giờ để chị gõ mõ tụng kinh thí dụ vậy đó, thì thật sự là không phải chị không muốn, nhưng mà đôi lúc cái sự làm ăn đó em, nó không đúng ngày đúng giờ được, cho nên mình không thể nào đúng giờ mình đến cúng lại hay là gõ mõ hay là tụng kinh được. Nhưng mà cái nếu mà có vị nào mà các vị mà đúng ngày đúng giờ, đúng cái lúc mà để cúng nè, đọc kinh nè, hay là tụng kinh gì đấy, hay cúng lại đó, nếu các vị mà có rảnh thời gian thì ở đây Minh Tâm cũng xin các vị cũng làm đúng y như vậy, rất tốt. Nhưng mà những cái người mà người ta mắc làm ăn thì đôi lúc người ta không có chuẩn được cái giờ, thì chị nghĩ là chắc các chư Phật cũng không có trách móc đâu. Tại vì tu tâm mà, miễn rảnh giờ nào, đi đứng nằm ngồi đều được niệm Phật. Và có Phật ở trong tâm, Phật tâm của mình nó có là đủ rồi. Đấy, Ngô Phật. À, tỷ ơi, cho đại hỏi là khi mà mình sở hữu cái mái tóc đanh này nè, là nó có cái hình giống như là chim phụng hoàng hay là cái gì đó, thì người ta thường thường người ta gặp tỷ, người ta có nói là đó là giống cái hình tượng gì không? Rồi Mô Phật, cái này chị xin trao đổi luôn, là chẳng ai biết đâu vì chị ít có lộ diện à? Chị không có gỡ ra à. Chị cứ bới lên như nãy các em thấy vậy đó. Dạ. Thì người ta nghĩ là nhiều người mà người ta để ý á, thì người ta biết là chị có mái tóc đanh nhưng mà không biết cái hình tượng gì, tại chị có mở đâu à. Cho nên còn nhiều người ta nghĩ là chị đi tiệm uống tóc rồi chị bới lên, không ai biết hết. Nhưng mà có hôm đó Lê Thanh có quay đó, thì lúc đó thì mới biết thôi, chứ không ai biết. Đó. Như là mình ít có lộ diện à, cho không, nó biết chị hả? Không thích. Đấy, thì đúng duyên thì các em ở trên cho sao thì chị cho nên khiến cho Lê Thanh mới kêu chị là gỡ cái tóc ra vậy đấy, rồi cho quay đấy, chứ chị không có duyên. Tùy duyên ha, tùy duyên đó. Có duyên chứ hồi đó giờ không ai biết đâu em à. Nhưng mà người ta có người biết chị có tóc đanh, nhưng mà tao không biết chị cái hình gì. Sau những đầu video này rất nhiều người biết à, tỷ ơi, cho để hỏi là khi mà hồi nãy nghe chia sẻ lúc mà chưa có hình thành một cái hình con nhân chim đi. Dạ. Thì hồi lúc trước á là nó có rất là nhiều cái hình tượng khác. Đúng hả? Rồi. Nó nhiều hình tượng cái, lắm. Cái hình nào tỷ? Giống như là nó chưa có hình thành ra cái đầu rồi cái cổ rồi cái mỏ, thì nhiều khi chị thấy nó giống như gì? Cuộn lên, nhiều khi nó giống như từng lớp tròn tròn như cái hoa vậy đó em không? À, giống như cái bông sen như cái vậy hoa không? Sen hay hoa hồng gì đấy mà nó có lớp gì nè, giống như là có từng cánh rồi chồng lên nhau, nó ngộ lắm, mình không nói được mà đẹp lắm. À. Ừ, thì giống như em nói gì, có khi chị thấy giống như cái cánh sen, cánh hoa vậy đó. Ừ. Nó giỡn giỡn không diễn tả được. Lúc đó mình cũng dở không chụp hình lại ha, là mình đâu có để ý đâu mà chụp hình. Nó biến hình nhanh lắm, biến đủ hình trơn á. Ồ vậy đó hả? Ừ, biến đủ hình hết. Tại vì càng ngày càng cuộn lên mà, rồi càng ngày càng nở ra, rồi càng ngày càng to ra, rồi họ làm chị có biết đâu. Không gì biến đến quá hồi vậy hả? Tại ở phía trên đầu mình đâu có để ý mỗi ngày. Rồi đến hồi cuối cùng lại thì mình thấy ủa sao ngộ quá vậy ta, sao làm như có cái mỏ, rồi có cái đầu, cái cổ, rồi cái bụng đó, rồi lại sao chừa hai cái đôi cánh. Ừ. Thì vậy đó, rồi chị mới như thấy ra là hình tượng ông chim, ông hạc gì đó. Thì vậy đó, thì các em tặng gì
quý vị tặng gì chị nhận cái đó à, ừ, vậy đi cho nó gọn phải không? À, chứ mình khỏi phải cãi chi, ai cho gì chị nhận đó à, chị không có từ chối gì hết đó. À, nhưng mà trước tiên thì không biết là gọi là phụng hoàng hay là gì, nhưng mà nhìn thấy là giống chim rồi đó. Rất giống chim luôn. Mô Phật thì giống như là giống như người ta nói mấy cái vị linh của các cái vị Phật linh giống như cởi đó em, giống như các vị Phật phải cởi ông này ông kia ông nọ không, ví dụ như vậy đó, ông Hạc rồi Phượng Hoàng rồi không, ông Sư Tử, ông Voi, ông gì đấy, thì các vị đều có một cái hình thù của để cởi lên trên lưng đó. Thì bây giờ ai cho sao mình nhận vậy đi chắc ăn, để khỏi phải la lối phải không? Vậy đó, tại vì mình phải học cái đánh hòa hảo mà, vui vẻ hòa hảo, hòa đồng, hòa đồng vui vẻ hòa hảo, ai sao cho gì nhận nấy rồi là đẹp nhất à đấy. Mà thấy chị Minh Tâm đẹp ha, giống như hầu như là cái phần tâm linh là chọn những người đẹp luôn á. Dạ mô Phật. Còn cái vụ đẹp này chị nói nghe ha. Dạ. Tại vì cái nói vụ đẹp á thì là người ta nói tâm sinh tướng. Dạ. Tâm sẽ thành tướng. Nếu mà cái tâm của em mà hiền, tâm của em từ, thương yêu nhân loại, thương yêu mọi người, thương yêu các con vật, tóm lại tâm từ đi, thì người ta nói tâm sanh tướng, thì cái tâm tốt thì sẽ sanh ra cái khuôn mặt tốt, hiền, đẹp và cái tướng tốt vậy đó. Đó cho nên là nếu mà em nào muốn đẹp thì cứ tâm tốt đi là sẽ đẹp vậy thôi, phải không? Đó, bất luận là trai gái nam nữ già trẻ bé lớn, miễn ai tâm đẹp, tâm tốt, tâm bờ từ, học y như các chư Phật, các vị Phật dạy đi, với lại của ông Phật giáo Hòa Hảo nè, rồi Bửu Sơn Kỳ Hương Phật rồi đó, vui vẻ Hòa Hảo đi, là tự nhiên cái người mình nó thoải mái. Nó thoải mái, không có nghĩ gì nhiều, rồi cũng không hơn thua với ai, không tranh đấu với ai ấy, muốn ai cũng hòa bình vui vẻ, thì tự nhiên cái con người mình nó sẽ lộ ra, cái tâm mình từ sẽ lộ ra là mình vui vẻ, đẹp, xinh. Đó, rồi mấy em làm y chị đi rồi mấy em đẹp hết à. Chứ không phải mình chị không đâu. Ai cũng vậy trên cả cái thế giới này luôn. Vậy đấy. Đúng là nó rất là bí ẩn cái mái tóc ha. Tuy là chị là ngày nào mình cũng gội đầu hết trơn ha. Nhưng mà vẫn tóc đanh ha. Không, cái tóc chị ngày nào cũng gội hết. Với lại chị có một cái này đó chị quên chia sẻ. Hôm đó clip của Lê Thanh có chia sẻ rồi. Là cái lúc đầu á chị thấy nó nhỏ nhỏ chị định cắt bỏ. Lúc mà tóc đành lên đó, chị định cắt bỏ đi. Chứ chị cũng thích tóc dài rồi kia đúng không? Nhưng mà chị định cắt bỏ đi, thì chị nghĩ trong lòng chừng 2 tiếng thì chị bước vô cái chỗ rửa chân hay gì đó, cái cục gạch đó, cái chị lật cái chân, bước hơi lật cái chân gì nè, thì lật cái là xương cái chân nó to lên, nó bầm gãy nứt xương luôn, nó hơi chật gân, nứt cái xương của cái xương chân của chị đó. Mới suy nghĩ là chị lấy kéo chị cắt bỏ đó, chị cũng lì lợm cắt bỏ rồi, xong rồi là 2 tiếng hồ mà cũng gần Tết đó, hồi năm 2000 mấy chị quên mất rồi, thì là cái chân của chị là nứt xương chứ không phải là sưng không đâu em, mà không có bị cái gì hết trơn, chỉ có lật gì thôi mà nứt cái xương của cái bàn chân mình, mấy cái xương của bàn chân mình đó. Đó thì là nứt là đi không được, phải chống cây nạng tại nó đau, của nó sưng lên chù dù gì nè, sưng dữ lắm mà phải đi uống thuốc men, rồi từ đó về sau không dám nghĩ nữa luôn, không bao giờ dám cầm cây kéo hay cái gì lên cắt. Giống như mới chưa mới có suy nghĩ trong đầu mà chị định là không phải cắt hết đâu nghe, chị định cắt vài cái cho nó rớt xuống đi, nó gọn rồi sau đó mình đi cắt sao là bị liền tức khắc rồi, không dám nữa. Bây giờ là khởi như là không dám đụng luôn đó. Nó là có cái sự tâm linh thật sự. Tối là tâm linh thật sự. Cái màu nhiệm của Phật pháp đó em. Vừa nghĩ là bị liền phạt đó, ta kêu bằng phạt đó. Rồi xong là chị không dám đụng tới bây giờ luôn. Là cũng mấy năm ha, 1-2 năm gì đó. Hay lắm, Phật pháp rất nhiệm màu. Khi mà mình đi ra đường như vậy là mình bới lên ha tỷ. Chị bới không à? Tại vì cái em nếu mà em xả như vậy đó, phía sau thấy hết là sao? Phía sau thấy hết ông là sao? Cho nên là chị đâu có để đi như vậy được. Sao đâu á? Xin phép quay cận cảnh nha tỷ. Rồi quay đi em. Nó giống như là cái mỏ con chim ở đây nè mọi người. Tỷ là thí dụ như vậy mấy đại xin phép đụng vô được không? Được.
Không sao, em đụng đi. Cho em xin phép ha. Hoặc là chị là hòa đồng không sao hết. Đụng vô nữa được xem nhiều lắm á. Đây nè mọi người, ở đây 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 đây. Giống như mắt vậy nè. Mắt đó em. Đây nè. Đây nè. Thấy không? Đây cái mỏ nè. Cái đâu mà bằng tay nào mà làm được. Cái này tóc nó tự nhiên mà. Tự nhiên rồi em. Ở ngoài Bắc tôi có kết đi. Còn mình đây tóc đanh. Tóc kết. Ừ. Còn đây mình kêu tóc đanh đó, còn chị thì tóc đanh vậy nghe thấy có, cho nên chị nói tóc bện đó. Tóc đanh vậy. Như chim vậy mọi người. Cái này cái bầu rồi nè, cái bụng của nó nè. Bên anh Lê Thanh là ta gọi là phụng hoàng hay sao? Chim phượng hoàng. Phượng hoàng à. Này này đó, đó lúc mà tỷ xả xuống giống như cái đồ cánh ha, cánh dài đó. Cánh dài đó. Cánh dài nè mọi người. Rất là nó ngộ ha, sao mà hai bên đây lại không có bệnh cho mình, nó ngộ à, cái đó đấy. Nó không, nó lạ nè. Nếu bệnh bệnh hết chứ sao hai bên không bệnh nè, con thấy không? Nhiều lắm, hai bên còn nhiều tóc lắm.